chị bạn em mới ly dị chồng, chị và chị bạn rồi, nhưng mới lần gặp chồng em, rồi, chị bạn em mới ly dị chồng, ok, là một cái bà bạn ly dị chồng, nhưng mỗi lần gặp chồng em thì hay tâm sự kể lể và còn khóc nữa, và đã hơn một lần chồng rủ chồng em đến nhà dễ chơi, trường hợp như vậy chồng em có nên dè dặt khi gặp dễ không ạ? À? Và có nghĩa là chồng em siêu lòng với chị không, hay chỉ thấy chị tội nghiệp em ơi, trường hợp này chồng em có nên dè dặt cái dễ không, chồng em không có nên gặp bà này, trai trẻ chồng em á hoàn toàn không nên gặp, không nên nói chuyện với bà này. Còn câu thứ hai á, bà chồng em và có khi nào chồng em siêu lòng với chị ấy không chỉ vì tới chuyện nghiệp không? Em ơi, cái khả năng cao á là nếu chuyện có xảy ra như vậy á thì bà này bả dụ là chồng em sẽ siêu lòng, anh không nói là chồng em sẽ yêu bà đó, nhưng mà chồng em có thể sẽ có những cái hành động làm cho em buồn và chuyện của em có thể hư từ những hành động đó. Do đó là chồng em có nên siêu lòng, có khi nào siêu lòng không? Well, khả năng cao là sẽ siêu lòng nếu bà này bà offer, ok, do đó là không nên, rất không nên để chuyện này xảy ra. Đó là câu trả lời của anh cho em á. Anh ơi, bạn trai quen nhau 1 năm, vợ anh ta đi học nước khác, nói không dám hứa hẹn gì vì vẫn còn long đong lo học hành, nhưng anh rất lo cho em, giờ anh muốn em dọn sang nước anh sống để xem có tìm được tương lai gì không, em có nên đi không, em nên nghĩ như thế nào? Em thấy nó vô lý chỗ này, tại sao anh ta lại không ở cái nước với em để mà xây dựng mà anh ta lại muốn chạy qua một cái nước khác, ok, và rồi kêu em qua đó sống để dựng cái tương lai? Nếu như em không đi mà anh ta quyết định đi thì có nghĩa là em không quan trọng, và ở trong cuộc đời cái tình cảm nó mạnh hơn rất là nhiều. Tức là nếu mà mình có yêu nha, nếu mình yêu một người nào đó thì cái đó sẽ là yếu tố quyết định, cảm xúc nó sẽ luôn thắng và người ta sẽ tìm được cách để xoay sở trong cái tình huống đó. Do đó là anh rất tiếc phải nói như thế này, cái câu trả lời của anh cho em nó không nằm ở chỗ là mình có nên đi hay không, mà câu trả lời của anh cho em á là anh mình đã xây dựng tình cảm, người đàn ông này đã xây dựng tình cảm tới đâu, và cái việc em không đi nó sẽ thể hiện cho em thấy về tình cảm của anh ta dành cho em. Cái đó mới là cái câu trả lời, chứ không phải là em có nên đi hay không. Ok, nếu như mà em đi ra nước ngoài thì nó phải là lý do này nè, em đi và không liên quan tới anh. Anh giả sử như anh ta nói ok, bây giờ mình đang sống ở Việt Nam đi, anh quyết định là sẽ sang Úc và anh muốn em sang Úc với anh để tức là em phải lo cái chuyện sang Úc ở với anh ta đó, để có thể vì vì thế mà vì anh ta đi như vậy để xây dựng tương lai và em phải đi theo anh ta. Nếu vậy tại sao nó không là thế này nè, em là người đi Hàn Quốc để học và em xây dựng cuộc sống đó, và anh nên đi Hàn Quốc với em để xây dựng tương lai, tại sao nó không làm như vậy? Ok, ở đây anh thấy có cái dáng dấp của cái việc là tình cảm anh ta dành cho em chưa chắc đã nhiều như em nghĩ, tại vì hai người đang ở gần nhau bây giờ tự nhiên lại đòi đi xa, và anh thấy có cái lý, có cái điều gì đó không ổn ở đây, mặc dù em nói là anh ta lo cho em, anh sợ là em đang nhận định không đúng thôi. Ok, đó là nếu như anh ta có tình cảm với em anh ta sẽ không đi, còn nếu như anh ta đi thì có nghĩa là cái tình cảm đó cho em nó không đủ lớn bằng cái sự nghiệp, có vậy thôi. Còn việc em theo anh ta hay không thì đương nhiên là em không nên theo anh ta, vì ở trong tình huống này mà em theo có nghĩa là em đeo đuổi. Nếu em đi là vì em muốn đi và em đi vì một lý do khác chứ không phải là vì anh ta đi mà em đi theo, hiểu không? Mà bây giờ muộn rồi, chuyện nó đi tới đây rồi, không xảy ra theo cái hướng đó nữa. Nếu em đi qua nước quốc gia đó có nghĩa là em đeo đuổi anh ta và anh ta không cần phải chinh phục em nữa. Theo anh cảm nhận thì ở hiện tại chắc anh ta cũng không có cái gì để chinh phục nữa rồi. Theo cái cách em biết, có nghĩa là việc của em nó có thể đã hư rồi đó. Anh không chắc nhưng mà theo cái cách em viết nhận định khả năng cao là như vậy rồi. Có nên kiểm tra điện thoại của người đàn ông không ạ? À? Anh nghĩ sao về hành động này của phụ nữ? Đương nhiên là chúng ta không nên kiểm tra điện thoại của người đàn ông hay người đàn bà, hay người đàn ông đàn bà, hay là người trong thế giới thứ ba thứ tư gì đó. Mình không kiểm tra điện thoại của ai cả, mình kiểm tra cái điện thoại của mình mà thôi. Anh nghĩ sao về hành động này của phụ nữ? Hành động này không phải của phụ nữ, hành động này chỉ dành chỉ là những người phụ nữ không an toàn luôn lo sợ thì mới làm mà thôi, chứ không phải là hành động của phụ nữ nha. Chỉ có những người phụ nữ không an toàn, những người phụ nữ sợ chồng ngoại tình, những người phụ nữ không được hạnh phúc thì mới làm động tác này mà thôi. Và anh nghĩ sao, anh nghĩ rằng đây là một cái phương pháp của những người phụ nữ không được hạnh phúc đó mà luôn lo sợ đó, và cái cách này họ làm cho họ dễ chịu hơn, nhưng trên thực tế sẽ làm cho chuyện của họ hư hơn, tức là việc nó càng tệ hơn nếu họ làm như vậy.
Đó là những cái anh nghĩ. Anh Tuấn ơi, em đã hành xử sai làm cho người yêu em mệt mỏi. Anh ấy đã khóc rất nhiều vì em giận dỗi khiến tình yêu toàn nỗi buồn thay vì niềm vui. Nhưng em vẫn đổ lỗi cho anh do anh ấy vô tâm. Em không biết chia sẻ, em ích kỷ, chỉ muốn anh ấy dành trọn cho em thời gian hay cả con người. Anh ấy nhẹ nhàng chỉnh sửa nói anh em làm thế nào cho hai đứa yêu nhau mà không kiểm soát thì em bớt được phần nói chuyện với anh ấy mỗi tối. Trước thì nói mấy tiếng, sau này em dành time cho anh ấy vui chơi với mọi người. Nhưng vì sợ em buồn, anh ấy vẫn chưa dám đi chơi với bạn bè ở ngoài. Chỉ ở nhà là chính với em vào dịp cuối tuần. Vì tụi em chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật mà thôi. Nhưng sau này em vẫn giận, hay giận và ghen tuông. Anh ấy chỉ nói anh vẫn ở đây, anh sẽ không đi. Nhưng anh sợ cảnh em giận quá. Anh không biết sắp cưới rồi mà không biết chịu nổi không. Anh biết sắp cưới rồi mà không biết chịu nổi không. Đợt vừa rồi em giận và nói dừng lại, anh ấy cũng đồng ý. Nay đã 1 tuần rồi. Lần đầu anh ấy để hai đứa im lâu như vậy. Những cái em sai đến hôm nay em mới nhận ra. Giờ em muốn sửa đổi thì em phải làm sao? Anh ấy còn yêu em không? Cuộc tình này còn tiếp diễn được nữa không? Em ơi, rõ ràng ở trong cái mối quan hệ này á, cái sự khập khiễng của bản thân em á, nó làm hư mối quan hệ. Và cái sự khập khiễng của em nó đến từ những cái gì em biết không? Anh thấy anh cho em một chút manh nha về cái sự khập khiễng của em nha. Không biết chuyện gì đúc ra em ngày hôm nay mà ở em có cái cảm giác không an toàn. Ở em có cái cảm giác là người kia phải là của mình và phải chứng minh theo cái cách của mình. Tức là em muốn là anh ta phải dành thời gian cho em, anh ta phải là của em và em dùng cái cách, em dùng một cái phương pháp tiêu cực là yêu cầu cái đó và thể hiện nó bằng sự giận dỗi để đạt được cái điều em muốn. Nó chính là cái triệu chứng, cái sự thể hiện của cái sự khập khiễng vô hình mà em có đó. Tức là ở trong em có một cái cảm giác mà làm như vậy thì em mới cảm giác an toàn. Bây giờ mình mới nói các bạn là khi các bạn có những cái sự khập khiễng trong con người á, các bạn sẽ vô một cách vô thức bạn đặt, bạn áp nó vào trong mối quan hệ. Bạn không biết điều đó đâu. Một cách vô thức bạn sẽ áp nó vào mối quan hệ. Và cái này nó cho em biết nè, cái này mới ghê nè. Em nghĩ là em đang nhận ra nhưng mà anh nói cho em biết lần sau em cũng sẽ làm y như vậy. Tức là bây giờ em nói em nhận ra rồi anh Tuấn ơi. Nhưng mà anh nói cho em biết lần sau khi mà chuyện nó xảy ra tương tự, cảm xúc tương tự nó dâng lên và em cũng sẽ làm tương tự. Và sau này em sẽ nói là tại sao mình biết mà mình vẫn làm. Nó là cái sự khập khiễng. Nó nằm trong cái phần vô thức. Mà lâu lâu khi mà cái lý trí nó quay lại thì em nhận ra là anh Tuấn em đã nhận ra rồi. Em sẽ sửa đổi. Nhưng mà nói cho em biết cái phần vô thức nó ghê lắm. Nó mạnh lắm. Khi cái cảm xúc nó trỗi dậy là em sẽ làm như vậy tiếp. Cái sự khập khiễng của em nó sẽ chiến thắng. Nhưng đó ở đây á, em phải làm lành với bản thân mình. Em phải thăng bằng lại. Và cái đó là một cái quá trình làm sạch con người á. Bởi vì em mới có bút kem thăng bằng vào tháng 7 năm 2020 đó. Em hỏi là giờ em muốn sửa đổi thì em phải làm sao? Đây câu trả lời của anh cho em qua cái phân tích gì rồi. Em phải thăng bằng lại cái đã. Tại vì nếu bây giờ mà em chạy lại, anh có thể hướng dẫn em cái câu nói để em lại nói chuyện với anh ta. Nhưng mà nè, em có thể nói ok anh, sau khi một thời gian em cân nhắc, em nhìn thấy được lại, em nhận ra được là bản thân em không an toàn và không thăng bằng. Và chính điều đó nó làm hư mối quan hệ của mình. Nó làm cho anh cảm giác mệt mỏi, nó làm cho em mệt mỏi. Và cái quan hệ của mình nó mất đi chất lượng. Và em sẽ thay đổi. Thì anh có thể hướng dẫn em như vậy. Nhưng mà em thấy điều này nè, nếu em không làm sạch lại mình á thì sau này chuyện vẫn sẽ xảy ra. Nó vẫn sẽ xảy ra. Vì đó là em hỏi cái câu hỏi rất là đúng. Là giờ em muốn sửa đổi thì em phải làm sao? Em phải làm sạch lại mình, phải làm mình thăng bằng lại. Và đó cả là một cái khối kiến thức, một cái sự thay đổi về tư duy, một cái quyết định lớn. Và mình sẽ kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Và em phải có những cái hành động đó. Mà anh không hướng dẫn em hành động ở đây được. Nó mới cả một cái tư duy phải thay đổi. Nó là cả một cái môi trường, một cái khóa học. Và từ đó em bắt đầu mới ứng dụng những cái trong khóa học đó. Trong cái bootcamp đó em về và em bắt đầu áp dụng. Anh chưa có cái khóa đó cho em. Anh chưa làm điều đó thôi. Cho nên không chỉ em được theo cái dạng này. Cho em một cái lớp học để em tham gia. Và thứ 7 mới có. Tuy nhiên cái hướng này là em phải thăng bằng. Tức là em không để những cái nỗi đau trong tâm hồn, những cái chỗ lõm ở trong tâm hồn của em, những cái chỗ khuyết ở trong tình cảm của em, những cái định kiến sai đó, những cái cảm giác thúc giục em dẫn những cái hành động trong quá khứ, em phải phải làm lành đó, phải bỏ nó mất đi, phải làm nó đầy lại đó. Đó là cái em cần phải làm. Còn câu hỏi của em là anh ấy còn yêu em không, anh nghĩ là có thể còn, cũng có thể hết, anh không biết. Tổn thương tới một lúc nào đó nó sẽ đủ lớn để người ta bỏ đi cái vật mà tạo ra sự tổn thương đó. Cuộc tình này còn tiếp diễn được hay không, nó cũng giống như câu hỏi vừa rồi thôi.
anh không biết, làm sao anh biết được. Bây giờ anh ta im lặng 2 tuần, khả năng là có thể còn, nhưng mà khả năng cũng cao là em không có thay đổi thì chuyện sẽ hư và sẽ không, cái hôn nhân của em mà có tới nó cũng chỉ là những tổn thương sâu sắc hơn và kéo dài hơn mà thôi. Em phải thăng bằng lại. Nếu em thăng bằng lại, khả năng rất cao là việc sẽ tốt đẹp lại ha. Rồi tiếp tục. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.